Và như vậy thì sắp hết năm 2019 rồi, à năm 2018 rồi. Và mình tin là bây giờ các bạn sẽ đang cân nhắc coi là ở cuối năm 2018 này mình sẽ phải tặng cái món quà gì cho gấu, cho vợ, cho crush, cho bạn gái của thằng bạn thân kiểu thế để mà lấy lòng họ chẳng hạn vậy. Thì ở đây mình có một cái gợi ý là chúng ta có thể tặng lịch. Thì chắc tại vì sắp Tết rồi mà thì mình nghĩ các bạn sẽ muốn tặng lịch cho người thân, và có cái cuốn lịch, nếu như mà mua lịch ở ngoài tiệm thì nó rất là rẻ tiền rồi đúng không, nhưng mà mình muốn các bạn có một cái món quà này ý nghĩa hơn bằng cách là cuốn lịch đó do chính tay các bạn làm. Thì ở trên fanpage của mình có chia sẻ cái file template, tức là cái file mà mình đã thiết kế, mình đã làm sẵn cái phần số này nọ đó, thì mình upload lên để cho các bạn có thể tải về sử dụng và gửi cho mình để mình có thể in cho các bạn. Mình có nhận in, mình có nhận in lịch, thì các bạn vô in lịch.hpphotoshop.com thì mình sẽ in cái lịch để bàn đó. Thì tuy nhiên có nhiều anh em vẫn hỏi mình cái cách để chúng ta làm cái file này như thế nào. Thì ok, không vấn đề gì cả. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để chúng ta sử dụng cái file template, cái file mẫu đó mà mình chia sẻ cho các bạn để chúng ta làm lưu ra những cái file để chúng ta có thể in, gửi in và chúng ta làm những cuốn lịch của riêng mình ha. Thì cái file tải ấy, thì các bạn có thể tải ngay ở phía dưới phần description hoặc là phần comment ở dưới, các bạn có thể vô các bạn bấm tải về, và chúng ta sẽ có mở cái file lên Photoshop thì các bạn sẽ có cái giao diện như thế này đó. Thì các bạn nhìn vô cái trang này thì đầu tiên nó có một cái dòng quảng cáo in lịch.hpphotoshop.com. Mình nhắc lại đó là mình có in lịch, thì một cuốn như vậy mình free ship cho các bạn luôn. Các bạn có thể đơn giản là làm theo hướng dẫn này của mình, sau đó gửi những cái hình các bạn đã làm xong rồi đó, cái lịch các bạn đã làm xong rồi, các bạn gửi cho mình thì mình sẽ in ra cho các bạn và ship về tận nhà các bạn, free ship luôn toàn quốc. Các bạn thể vô cái link in lịch.hpphotoshop.com ha. Nhưng mà mình nhớ là nếu các bạn nào quá lười để không coi tiếp cái video này á, thì đơn giản các bạn gửi cho mình 13 tấm hình, hình ngang của các bạn thôi, hình ngang chụp á, các bạn nén lại thành một cái file nén, sau đó các bạn vô cái in lịch.hpphotoshop.com các bạn gửi cho mình. Rồi ok, các bạn mở file này lên ha. Thì đây đầu tiên là phần bìa, các bạn sẽ làm một cái bìa trước ha. Bìa đây thì mình có rất là nhiều cái chữ Happy New Year đồ các thứ này, thì các bạn chỉ việc chọn cái nào các bạn thích thôi. Thì mình có ở đây là 7 mẫu, các bạn chọn đây 7 mẫu chẳng hạn vậy. Thì để cho nó đẹp á, các bạn có thể làm cái thêm cái hình của các bạn vô. Các bạn sẽ vào trong cái folder cái bìa nha, các bạn chọn bất kỳ cái nào cũng được. Sau đó các bạn sẽ mở cái hình của các bạn lên. Các bạn có thể chuẩn bị 13 tấm hình ha, 13 tấm hình thì đây hình ngang là đẹp nhất. Kích thước của nó là 13 nhân 22 x 15 cm. Thì ở đây thực tế các bạn thể sử dụng hình chụp từ điện thoại cũng được, không vấn đề gì đâu. Nó có thể hơi vỡ một chút xíu nhưng mà in ra thì nó cũng sẽ ổn thôi. Các bạn thể lấy thước đo các bạn đo thử thì nó cũng sẽ ổn chứ không có vấn đề gì gọi là quá tệ cả. Nói chung là làm lệch mà thì nó ăn thua ở tấm lòng thôi. Thì đây mình sẽ chọn một cái hình, mình sẽ lấy hình này đi, thì mình sẽ chọn cái hình này để làm bìa. Đó thì mình cứ kéo thả vô. Nếu các bạn nào không kéo thả được, nó bị báo lỗi chẳng hạn vậy, thì các bạn vào file, chọn place ha, chọn place và place embed chẳng hạn, đại khái là nút play thôi. Thì các bạn mở cái file hình của các bạn lên, bấm play một cái thì cái hình nó sẽ vào đây thôi. Đó thì các bạn sẽ phóng to, giữ đây này, các bạn phóng to ra, các bạn di chuyển sao cho nó hợp lý. Thì đây mình có cái phần là cái gạch, gạch này này, các bạn thể để ý mấy cái đường line màu xanh đó là cái khu vực an toàn của mình á, các bạn cố gắng làm cho nó ở trong cái khu vực này thôi, ở trong thôi, tại vì phía trên này là lò xo này, nó ghim vô á, nên nếu lỡ các bạn để lên như vậy này, nhiều khi cái ghim nó ghim vô mắt nhìn nó nhìn nó kỳ lắm. Thì cố gắng các bạn phóng to ra, nếu các bạn muốn chỉnh lại kích thước các bạn bấm Ctrl T, sau đó các bạn giữ phím Shift và phóng to ra để cho nó né cái phần mặt này hoặc là những cái phần khác á, đừng có để ở trong cái phần này. Đây các bạn cố gắng đừng để cho cái phần chủ yếu, cái phần chính á, nó nằm ở trong cái phạm vi này ha, để nó nằm ở dưới á, để cho nó ok hơn. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ để qua đây một chút xíu để mà mình có cái phần hiện chữ. Để hiện chữ thì các bạn đưa cái này click và giữ cái layer, các bạn đưa xuống cuối ha, đưa xuống cuối của cái folder bìa này đó, thì các bạn chọn cái nào sao cho nó ok chút xíu, như mình chọn cái này đi, thì mình sẽ bấm Ctrl T, Ctrl chữ T đó, và mình thu nhỏ nó lại, thu nhỏ nó lại và mình đưa lại cái vị trí sao cho nó ok. Ví dụ như vậy thì nó khá là ổn đúng không? Như cái này thì có lẽ là mình sẽ chọn cái mẫu khác để coi cho nó phù hợp.
Đây, như cái này đi, mình khá là thích cái này. Đó, thì các bạn thu nhỏ lại, các bạn để lại vị trí. Rồi, ví dụ như là các bạn muốn đổi màu của cái này thì sao? Các bạn sẽ bấm chuột phải vào cái layer mà các bạn đang bật cái con mắt lên này. Các bạn bấm chuột phải và chọn Blending Option. Và sau đó các bạn chọn màu ở cái phần là Color Overlay, các bạn tích vô này, sau đó các bạn chọn màu thôi. Đó, để cho đẹp á, thì đây mình sẽ chọn cái màu này cho nó trùng trùng với lại ở đây chút xíu. Tuy nhiên là ở, đó, ở đây mình có thể là để màu trắng đây. Đó, hơi xem chút xíu. Đó, thì các bạn có thể thấy là hình cái bìa này khá là đẹp đúng không? Sau khi xong, các bạn xong cái này rồi, các bạn bấm Ctrl Shift S và các bạn lưu lại thành một cái folder. Mình có thể tạo một cái folder là in lịch, số điện thoại của các bạn chẳng hạn vậy, bla 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 bla. Đó, xong các bạn enter vô, các bạn ghi ở đây là các bạn lưu file JPEG nha, file JPEG. Các bạn ghi là bìa. Ok, bìa. Bấm save xong. Vậy là chúng ta có cái bìa rồi. Bìa xong rồi chúng ta tắt cái bìa đi. Bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần tháng, tùy những tháng ha. Thì những tháng như vậy các bạn thể mở lên thì các bạn sẽ thấy có một cái ô màu đỏ. Ô màu đỏ này chính là cái chỗ để các bạn làm cái thêm cái hình vô ha. Và cái thêm cái hình vô. Và còn một cái là ở dưới cái background này thì các bạn thể chọn cái background nào sao cho nó đẹp. Nếu ví dụ như là mình chọn tháng 1 là cái background này. Đó, thì đây mình làm cái này đi, thì mình sẽ thêm cái hình vô sao cho nó che cái phần màu màu đỏ này đi. Các bạn cứ chọn những cái hình rồi bấm Ctrl T này. Đó, các bạn di chuyển làm sao cho nó ok chút xíu. Đó, thì mình sẽ để ở vị trí này. Xong rồi các bạn thể xóa cái delete, bấm delete cái màu đỏ, cái ô màu đỏ đó đi. Đâu rồi, đây là cái ô màu đỏ này. Các bạn delete đi cũng được. Đó, thì nó vào ngay cái vị trí này. Sau đó, sau khi các bạn làm xong rồi, ví dụ như là tháng 1 đúng không? Các bạn bấm Ctrl Shift S, sau đó các bạn cũng lưu cái chỗ in lịch hồi nãy đó. Các bạn để là tháng 1. Đó, các bạn lưu bây giờ là tháng 1. Tháng 1, đó. Xong. Tiếp tục xong tháng 1 rồi, chúng ta làm tới tháng 2 thì các bạn tắt cái con mắt ở cái folder tháng 1 đi. Các bạn bật cái con mắt ở tháng 2 lên. Sau đó thì nó cũng sẽ có như vậy đó. Thì bây giờ mình tìm cái ngang đi cho các bạn dễ hình dung. Đây, những cái ngang này đi. Như cái ngang này đi ha. Thì ở đây các bạn sẽ đổi cái background. Đó, ví dụ như mình đổi background hình trái tim chẳng hạn vậy đó. Giảm opacity nó đi chút xíu để nhìn cho nó dễ nhìn cái này. Các bạn chuyển sang tháng 3 ha. Tháng 3 của mình đây. Thì mình sẽ tìm cái file tháng 3 này. Mình sẽ bỏ vào đây. Thì đây như mình nói hồi nãy rồi đó, đừng để nó cái mặt của mẫu nó vào trong cái vị trí này ha. Thì để cho nó dính vào trong này, các bạn bấm chuột phải và chọn là Create Clipping Mask. Thì đây các bạn không cần phải xóa cái màu đỏ này đi ha, các bạn dùng con chuột này các bạn di chuyển thôi. Như đây thì có vẻ nó không phù hợp cho cái hình này lắm, không phù hợp cho cái hình này lắm thì mình sẽ chọn cái hình khác. Hoặc là các bạn có thể mình chọn đại một cái hình này lại chẳng hạn vậy. Đó, có thể là mình sẽ tìm cái tháng khác đi, ví dụ như là tại vì mình không có chuẩn bị nhiều hình. Đây, tháng 4 đi, tháng 4 đi. Đây thì mình sẽ lấy cái hình ngang đây mình đưa vào. Thay vì các bạn phải xóa cái màu đỏ đi như hồi nãy mình làm chẳng hạn vậy, thì các bạn có thể làm đơn giản thôi này. Ví dụ như vậy ha, các bạn bấm chuột phải vào cái hình chúng ta để cho cái layer hình nhá, chúng ta nằm trên cái phần màu đỏ, trên cái layer màu đỏ ha. Các bạn bấm chuột phải và chọn Create Clipping Mask, các bạn click vào đây này. Đó, và sau này các bạn sử dụng cái Move Tool, các bạn di chuyển cái hình của các bạn làm sao cho nó hợp lý. Vậy là được rồi. Nếu các bạn thích cho nó rộng hơn chút xíu thì các bạn có thể Ctrl T cái hình để chúng ta di chuyển làm sao cho nó phù hợp. Nhớ là đừng để như vậy nha. Để như vậy là ở phần phía trên này nó sẽ làm mấy cái móc sắt á, cái lò xo á, nó móc vô mắt của mẫu nhìn nó các bạn muốn ám chỉ điều gì khi mà tạo cái cuốn lịch mà có cái móc nó xuyên vào mắt của mẫu. Rồi, ok, đó thì sau khi xong rồi đúng không, các bạn bấm Ctrl Shift S, các bạn lưu lại file JPEG và trong cái folder hồi nãy mình làm đúng không. Đây, cái lịch này thì đây là tháng 4 đó. Xong hết như vậy cho tới khi nào tới tháng 12, sau khi xong được cứ bìa này, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, là tới tháng 12 thì các bạn chỉ đơn giản là click và nén nén nó vào một file zip chẳng hạn vậy. Send to này, compress này. Đó, send to compress này ra một file zip thì các bạn có thể đặt tên cái này, ví dụ số điện thoại của các bạn chẳng hạn vậy. Xong thì các bạn lên trên trang inlịch.hp4shop.com thì ở trong này á các bạn sẽ điền thông tin ha.
và các bạn chọn cái lịch, là cái lịch này đang là lịch thiết kế, là lịch lò xo ngang, thì các bạn sẽ click vào đây, sau đó các bạn bấm đấy gửi file này, đó gửi file này, thì các bạn bấm vào thêm tệp ha, sau đó các bạn sang cái có cái nút này kéo các tệp vào đây, hoặc là chọn máy tính, các bạn click cái, các bạn chọn vào trong cái file hồi nãy mình các bạn mới nén đó, các bạn bấm ok một cái nó up lên, sau đó bấm tải lên thôi. Sau khi xong rồi á thì các bạn sẽ tiếp tục và chuyển khoản, là chuyển khoản, và sau khi mình nhận được rồi á, mình sẽ các bạn gọi nhắn tin tới cái số mà mình cho các bạn á, thì mình sẽ xác nhận vào khoảng cỡ 10 ngày sau mình sẽ gửi cái lịch đã được in ở chất liệu Ford, giấy Ford, và định lượng là 250 hay là 300 gì đó, nói chung chất lượng cao cấp nha, có bao bọc đàng hoàng luôn để gửi cho các bạn, thì lúc đó các bạn sẽ nhận được luôn free ship, và tại vì cái này nó là cái in thì in hình của các bạn rồi, cho nên là các bạn thông cảm cho mình cái vấn đề là các bạn phải gửi tiền trước ha. Thì cái giá của nó sẽ là 300.299, là cái lịch bàn lò xo ngang cao là free ship ha. Và còn một loại nữa là lịch đế gỗ. Lịch đế gỗ này thì nó sang hơn nhưng mà nó nhỏ hơn một chút xíu và nó chỉ có 7 tờ thôi. Tuy nhiên nó có cái đế gỗ cho nên nó mắc hơn chút xíu, thì nó giá là 349.000, thì mình cũng sẽ free ship luôn. Tuy nhiên là với cái lịch đế gỗ này ha, thì các bạn không có thiết kế trước, mà các bạn chỉ đơn giản là các bạn gửi cho mình 7 8 tấm hình gì đó thừa hơn thiếu. Thì lúc đó mình sẽ tự sort sắp xếp vô, thì cứ mỗi tháng như vậy là mỗi trang như vậy là 2 tháng, và mỗi trang như vậy là một hình và thêm hình bìa nữa, thì mình sẽ có là 7 tờ ha, là bìa này với lại 6 trang tháng, 6 trang mỗi trang một tháng, mỗi trang 2 tháng đó. Thì mình nhắc lại ha, cái lịch để bàn lò xo ngang á thì các bạn có thể tự thiết kế theo cái file và cái hướng dẫn như hồi nãy là mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Cái cách thứ hai, các bạn lười không làm đơn giản thôi, thì gửi cho mình mấy chục cái tấm hình đó, 13 tới 15 tấm hình ha. Nếu được thì note cho mình luôn ở cái tên á, là cái hình nào các bạn muốn làm bìa, cái hình nào các bạn muốn làm tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì các bạn tự sắp xếp, hoặc là các bạn cứ đưa hình một đống vậy, mình sẽ chọn cái nào sắp xếp ok nhất thì mình sẽ làm và mình sẽ gửi cho các bạn. Thì đó là cái lịch để bàn lò xo. Còn lịch đế gỗ thì các bạn gửi cho mình 7 tới 8 tấm hình ha, thì mình sẽ làm và mình cũng gửi cho các bạn luôn, tất cả đều đóng gói đàng hoàng hết, free ship đó. Thì đơn giản là như vậy thôi. Nếu như bạn nào có thắc mắc nữa, các bạn có thể inbox ở trên fanpage của mình hoặc là nhắn tin qua cái số điện thoại này. Thì ở trên cái form các bạn có thể vào ngay ở trong inlich.happyphotoshop.com, và nhớ là tải cái nếu bạn muốn tự làm để cho nó có dấu ấn luôn, tại vì cái mà mình làm cho các bạn đó thì nó đơn giản thôi chứ nó không có gì gọi là quá nhiều đâu. Nó giống như năm ngoái á, là một mặt của mình sẽ là hình, một mặt của mình sẽ là hình và số, và mặt phía sau đó đấy, hay là một mặt hình một mặt số đó, và cứ như vậy thôi. Và trang bìa thì nó sẽ là full hình và có thêm cái số 2019 Happy New Year đại khái thế. Thì đơn giản nó là như vậy thôi. Thì mình tại vì mình không có nhiều thời gian cho nên là mình không có nhận làm theo ý muốn, cho nên là nếu như các bạn muốn tự làm, muốn làm theo ý của mình thì cố gắng tự làm thì cho nó ok hơn, tại vì mong các bạn thông cảm thì mình không có nhiều thời gian. Ok, thì mấy bữa nay thì cái khoảng thời gian này mình hơi bận chút xíu, cho nên là cái tút rồi linh tinh này nọ thì mình hơi hiếm ra, thì tại vì mình đang sắp xếp lại công việc ở trên công ty của mình á, thì để cho khoảng cỡ bắt đầu cuối năm nay thì có lẽ là mình sẽ hoàn tất cái công việc trên công ty và mình sẽ dành nhiều thời gian, có thể nói gọi là full time cho Happy Photoshop, và mình sẽ có nhiều tút hơn cho các bạn và thường xuyên hơn, có thể livestream được luôn, thì lúc đó mình phục vụ các bạn tốt hơn. Còn như hiện tại thì có thể là các bạn cho mình một tháng cuối năm 2018 này đi để mình sắp xếp lại thời gian, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào những cái tutorial tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình cho tới nay, ít nhất là được khoảng gần 3 năm rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều và đã vì đã theo dõi mình. Đừng quên like, share, subscribe cho mình biết là ở tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.